Dạ thưa sư, lý duyên khởi được áp dụng trong vòng sanh tử của chúng sanh, nhưng có người nói lý duyên khởi cũng có thể được áp dụng vào những trường hợp khác như trong một lộ trình tâm. Áp dụng như thế Đúng rồi. nào? Dạ, mong sư giải thích và cho ví dụ ạ. Cái này học trên công thức á, học trên công thức á, thì có nhiều người hiểu lầm, cứ tưởng là lý duyên khởi là chỉ có trong cái chuyện đời này kiếp khác, nhưng thực ra nếu mà có học Abhidhamma thì người hỏi câu này là người không học Abhidhamma. Tôi chỉ vẽ cái hành trình lội duyên khởi trong một phút được các vị thấy. Cái con mắt của mình ấy, nó là quả của tiền nghiệp quá khứ, do có con mắt, do có tiền nghiệp quá khứ mình mới có con mắt, mới có lỗ tai, có cái mũi. Đó là cái quả quá khứ. Mà quả quá khứ là sao? Nghĩa là do kiếp trước mình có cái vô minh cho nên mình mới tạo nghiệp thiện ác. Do có nghiệp thiện ác mà liên hệ với dục ác cho nên đời này mình mới sanh ra trong khổ dục giới. Đó, nghe kỹ không? Do vô minh á, mình mới có tạo nghiệp thiện ác. Rồi cũng do vô minh đó mà mình mới có dục ác. Thì chính cái dục ác đó mình mới đưa mình trở lại khổ dục giới. Ở đó mình có mắt, có mũi, có tai. Và trong cảnh khắc ngay bây giờ mình ngồi mình nghe một cái âm thanh gì đó mình thấy thích, thì trong cái thích nó đã là ái rồi à. Mà trong lúc mình thích nó đã có xúc nè, rồi nó có sáu nhập, có nhĩ xứ, mà có nhĩ xứ rồi có sáu nhập, rồi có nhĩ xúc à, rồi có nhĩ thọ à, rồi có cảm thọ của lỗ tai lắng nghe, rồi mới có sắc ái ở mới có thinh ái, nghe lại có cái thích. Mà cái ái đó ở cái mức sâu nặng thì gọi là thủ. Mà có ái có thủ thì ngay cùng một lúc đó, thì có trước sau, ngay lúc mà có ái có thủ là ngay lúc đó đã có tạo cái nghiệp hữu, tạo cái nghiệp hữu, nghiệp hữu tức là nghiệp thiện ác. Và hãy có nghiệp hữu thì ngay lúc đó là mình đã tạo ra cái sanh hữu, nghĩa là không đầu thai để cắt khỏi. Như vậy thì ngay trong cái khoảnh khắc, một khoảnh khắc mà tôi nghe một cái gì đó tôi thích, tôi nghe một giọng nói, một tiếng cười, một câu hát mà tôi thích, thì ngay lúc đó là nó đã có vô minh. Bây giờ không có vô minh thì làm sao mà có ái được à, ngay lúc có vô minh. Và ngay trong cái lúc mà nó bản thân cái đó lúc đó cũng là hành, bởi vì nó là 12 bất thiện mà, nó là nghiệp bất thiện. Như vậy thì ngay lúc nó có vô minh nè, có bất rồi có phi phúc hành nè, rồi có lục nhập nè, rồi có ái nè, có thọ nè, có xúc nè, có thủ nè, có hữu nè. Nhưng mà thì chỉ trong cái tích tắc, có một giây đồng hồ thôi là đã có 12 duyên khởi nằm trong đây. Đó là tôi chỉ nói tóm tắt. Người không hiểu thì chịu khó phải mở ra quyển Thầy Thị Đà mà việc hai đọc và phải đi học lớp. Còn người không hiểu thì tôi biết tin chắc nó cái này cũng không hiểu. Đại khái như vậy. Nhưng mà đây là cách, đây là câu hỏi của một người mù tịch hoàn toàn biết gì lý gì cả, chỉ nghe lóng thoáng thôi. Thì kẹt của người hỏi thì phải nói, nhưng mà khi tôi nói tôi cũng biết chắc luôn là cái người mà biết A Di Đà không cần nghe câu trả lời này, còn người không biết thì có nghe 1000 lần câu này cũng hiểu. Ok. Dạ, kính thưa ân sư ạ, quyển A Di Đà số 2 là cái quyển màu xanh dương đó ạ. Dạ. Tôi đang nói ấn bản một thì nó có quyển một quyển hai. Còn ấn bản hai đó là gom chung thành một, thì cái vị dò nó một lần cái phần là giáo lý duyên khởi. Tôi nói nó rất là rõ, rất là kỹ. Dạ, chúng con kính thưa anh sư ạ. À.